sợ nghe. Giữ 250 giới tỳ kheo đấy, đừng có lấy tiền bạc sống ba y bát. Chú cha tốt quá hơn, khuyên người ta là đừng có nhận tiền. Vậy thì xin hỏi sư Thích Minh Tuệ, cái khoảng thời gian này đi bắt xe rồi con đi xe về à, vâng. Rồi đi cả về nhưng mà đi bắt xe rồi con đi xe về à, vâng. Rồi... tiền đâu sư trả tiền xe đò vậy? Rồi con đi xe về, tiền đâu sư trả tiền xe đò? Còn nữa, đi tu ở trong chùa cả 5 tháng à, mà ra ngồi nổ láo là con tu ở trong chùa 2 năm. Mọi người đừng có cãi nha. Cái ông sư Thích Minh Tuệ này, ông tu ở trong tu viện Chân Như 5 tháng, rồi ông bỏ, rồi ông ra ngồi. Ông đi theo một cái đoàn khắc sĩ để ông học khắc thật, rồi ông xin y áo, rồi ông đi khắc thật, chứ không có phải là tu ở trong chùa. Ông Thích Minh Tuệ này, ông có hai giai đoạn. Một giai đoạn là ông tu trong tu viện Chân Như 5 tháng, rồi sau đó là ông bỏ, ông đi ra ngồi. Ông đi theo cái tăng đoàn khắc sĩ để ông học khắc thật, rồi ông xin y áo, rồi ông đi khắc thật, theo cái hành khắc thật, chứ không có tu ở trong chùa nào mà 2-3 lần mà gặp lại 2 năm hết á nha. Cho nên là đừng có biện minh nữa, nói láo. Thật sự bất ngờ khi hôm nay tôi có cái cơ hội để tôi ngồi đây, tôi đôi chối với cô Lê Thị Miễn cùng tất cả dành tặng cho quý cô chú anh chị Phật tử thiện nam tín nữ gần xa đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ video này để nghe những lời nói mà tôi đem ra những dẫn chứng hết sức công bằng cho dư luận. Qua những lời tố cáo sư Minh Tuệ lấy tiền ở đâu mà đi xe, trong khi đó đó là con nguyện là không lấy tiền của ba gia ba tánh, rồi đi xe bằng cái gì? Ở đây sư Minh Tuệ đó, cái giai đoạn đó là giai đoạn tập tu, ngài chưa có là dứt khỏi cái vấn đề là được chọn cho con đường đi bộ hoàn toàn. Thì khi đó phỏng vấn dường như là một trong những kênh YouTube đầu tiên là Nhân Gà Vlog hoặc là anh Tuấn Container, thì ở đó thầy trả lời rất chân thực. Ví dụ như con chưa qua thực hiện cái hạnh đầu đà tốt, con đang tập mà, tập tu tức là đang tập nội bộ, đang tập bộ hành, đang tập cơm ngày một bữa, thì giả sử như tới cái giai đoạn mà không lội nổi thì con có thể con đi xe về. Đi xe ở đây không nhất thiết chúng ta phải trả tiền, bởi vì một nhà sư thầy có quyền xin quá gian, có quyền xin quá duyên, ai cho thì đi, không cho thì thôi. Quý vị từng nhớ không, cái giai đoạn mà thầy đã từng phát ngôn một câu rằng là con có xin một chiếc ô tô đầu tiên nhưng người ta không có cho con đi bởi vì con không có tiền, và con xin tiếp tục một chiếc ô tô thứ hai, người ta cũng cho không cho con đi bởi vì con không có tiền, với lý do như trước đó. Và tới lần chiếc ô tô thứ ba thì người ta đồng ý cho con đi, nhưng lúc này con từ chối, con không muốn đi nữa, và con lội bộ luôn tới bây giờ đó. Thì tức là cái câu trả lời mà con đi xe này, nếu như mà con quá duyên con đi xe này, là ở giai đoạn lúc thuở ban đầu đang tập tu, ở những cái năm tháng mà thầy chưa nhường nhuyễn hành đầu đà. Nhưng từ khi sau khi xin quá duyên ở ba chiếc xe đó, thì tới chiếc xe thứ ba thì thầy cảm nhận được rằng thầy sẽ không phiền nhân loại nữa, và thầy đủ sức và dư cái khả năng để thực hiện cái bước chân dạng dòng của mình. Nên từ đó về sau là không có cái chuyện mà thầy đi xe nữa. Sở dĩ ngày hôm nay thầy có đi chăng nữa cũng là do sự ép buộc từ những con người vô tri, nên mới đưa thầy vào cái thế khó. Còn về tiền bạc vật chất, chắc chắn là vẫn như thầy nói, không có chuyện là thầy nhận tiền của ai để phải có tiền đi xe. Đó là những lời bắt bẻ dẫn chứng những câu nói nó không đúng về không gian và thời gian, là những gì mà con muốn trình bày. Hơn nữa, tới cái mấu chốt, sư Minh Tuệ tu trong chùa bao lâu? Và cô này thì nói ông ta chỉ tu ở tu viện Chân Như qua 5 tháng, bởi vì điều đó được xác nhận qua tu viện Chân Như. Và cái tu viện Chân Như này nói thật hay không thật thì chúng ta còn chưa biết được. Hơn nữa, sư Minh Tuệ cũng chưa có nói rằng tôi tu ở tu viện Chân Như là bao lâu. Và thêm một vấn đề khác, không lẽ trong cuộc đời sư Minh Tuệ
tu ở ngôi chùa nào bằng bao nhiêu tháng, giả sử như ở đó bằng 5 tháng đi, nhưng còn tu ở một ngôi chùa nào khác nữa, không lẽ tất cả mọi thứ, mọi hành động như vậy, riêng tư như vậy đều phải đi trình bày với cô Lê Thị Miễn này? À, con tu ở đó bằng mà bao nhiêu tháng, chùa kia bằng bao nhiêu tháng sao? Có cần thiết mà phải báo cáo cho cô Lê Thị Miễn này nghe không? Cái vấn đề đó nó không cần. Thì đồng nghĩa với việc Lê Thị Miễn này chưa biết hết vấn đề ở sự riêng tư của sư Minh Tuệ, thì làm sao dám đánh giá rằng sư Minh Tuệ chỉ ở trong chùa chỉ 5 tháng mà thôi. Ngoài ngôi chùa đó ra, ngoài tu viện Chân Như ra, người ta còn ở chùa khác, cô biết không? Mà ngồi ở đó nói chuyện giống như là mình gành vậy. Bữa nay là cơ hội tôi đối chối với cô luôn. Có một số bạn nói là nhờ nghe nói cơm địa gồm Thích Minh Tuệ mà lộ mặt được biết bao nhiêu xàm tăng. Lộ chỗ nào bạn chỉ tôi coi, bộ trên nồi cơm địa của Thích Minh Tuệ có ghi tên các cái vị xàm tăng ở trên đó không? Hay là ông Thích Minh Tuệ ông rỉ tai từng người, ông nói là ông Thích Văn A, ông Thích Văn B là xàm tăng, có không? Hay tại cái sự u mơ của các vị là cơ hội để cho bọn ngoại đạo nó luồn vô, nó tung tin, nó bịa đặt, nó bôi nhọ các vị thầy tu thầy chùa của Việt Nam, rồi các vị u mơ để cho họ xỏ mũi họ dắt đi, họ xui các vị chửi thầy tu thầy chùa vô căn cứ, không có bằng chứng, các vị cũng cuồng cuộn lồng lộn lên các vị chửi, các vị đỡ người ta xỏ mũi, đỡ các vị tạo nghiệp, có bằng chứng không? Hay tại các vị lỡ nâng ông Tuệ lên đến mức Phật sống bậc chân tu mà bây giờ phát hiện ra ông Tuệ ông phạm giới nhiều quá, trong đó có cả giới nói dối, cho nên là bây giờ các vị gỡ gạt bằng cái cách là nói ơi nhờ ông Tuệ mà phát hiện biết bao nhiêu xàm tăng, thầy chùa Nico nào xấu đâu sai đâu, các vị có bằng chứng không, có căn cứ không, đưa đây tôi đi tố giác giùm cho các vị, tôi đến ban tôn giáo chính phủ, tôi đến viện kiểm sát, tôi tố cáo giùm cho các vị luôn, vạch mặt mấy người xàm tăng đó luôn. Còn nếu mình không có căn cứ, không có bằng chứng mà mình mở miệng mình nói, mình hùa theo những cái thế lực phá hoại và xuyên tạc là mình cũng đang tạo nghiệp nha. Những con người nào mà bình thường ấy, dừng lại đi, đỡ cho bọn ngoại đạo, đỡ cho cái bọn mà cố tình phá hoại nó muốn làm như nó làm, chứ mình theo mình hưởng ứng ấy là mình cũng đang góp phần tạo nghiệp, cái nghiệp mà phá hoại cái sự tu tập của thầy tu thầy chùa không có nhẹ đâu nha. Không có cái tội nào bằng cái tội này, người ta ăn chay trường mà mình không có căn cứ, không có bằng chứng, mình đợi cho bọn ngồi đào với bọn xuyên tạc phá hội nó xỏ mũi mình, nó dắt mình đi, rồi đã xui mình đi chửi ông thầy chùa nào, đi chửi bạn đi cô kia, rồi mình cũng cuồng cuộn lòng lộn lên, mình đi chửi một cách không có bằng chứng, không có căn cứ, cái nghiệp của mình không có cách nào mà gỡ được đâu. Con người ta sống ấy, người ta cố gắng, người ta đi làm những cái việc đúng đắn, giúp người giúp đời, đỡ chi đỡ mình tạo cái phước cho bản thân mình, rồi mình hồi cái hướng cái công đức này cho tổ tiên cha mẹ ông bà ông nội ông ngoại mình, những con người mà đã khuất ấy có chút công đức này để họ được đầu thai siêu sinh, tại vì họ mất rồi, họ kiếm công đức khó lắm, còn mình vẫn còn đang sống nè, mình ráng mình kiếm công đức, rồi mình hồi hướng những cái công đức này nè cho những người yêu thương của mình mà đã khuất ấy. Nếu mà người ta chưa được siêu sinh đầu thai ấy, thì người ta sẽ được siêu sinh đầu thai dễ dàng, chứ không phải là đi ngồi đó mà không có chịu lắng nghe những người đúng, không có chịu lắng nghe những điều hay, mà đi lại lắng nghe những cái bọn xuyên tạc kích động phá hội, rồi đỡ cho họ sợ mũi họ dắt mình đi, chửi đi, chửi ông thầy chùa nọ đi, chửi ba đi cô kia đi, rồi mình chùa ra mình chửi, trong khi đó không hề có bằng chứng căn cứ, mình nói ông thầy chùa ông vô đạo đức ông tham lam lừa dân, đâu bằng chứng đâu, ông vô đạo đức chỗ nào ông tham lam chỗ nào ông lừa dân, lấy tiền làm gì, lấy tiền xây chùa mà sao mình chửi ổng, lấy tiền nấu cơm chay cho Phật tử vợ anh mà sao mình chửi ổng, mình có thấy được ổng lấy tiền đó ổng làm gì không, làm gì khác không, mình không thấy được, mình đừng có chửi, mình ngu ngốc, mình chửi vậy là mình tạo nghiệp cho bản thân mình nè, hiểu không, bỏ đi nghe chưa. Trên đời này, cả đất nước Việt Nam mình, một tỉnh thôi đã có trên dưới cả ngàn vị sư thầy, cả ngàn pháp danh khác nhau, chưa kể cộng lại trong cả nước thì biết bao nhiêu người sư thầy sư cô hả các vị. Vậy tại sao những người được mệnh danh rằng bị người đời nguyền rủa rằng là xàm tăng đó không phải là bất cứ một cá nhân nào khác ngoài ông Thích Chân Quang hay là gì đi, không, tại sao không phải là người khác mà phải mặc định là ông ta? Bởi vì người đời này người ta có nhận thức đúng, người đời này người ta có nhận thức rõ ràng, quan có đầu nợ có chủ, ai có tội nên chịu trách nhiệm, đúng không quý vị? Mà được cho rằng là sư Minh Tuệ thế này và người yêu mến sư Minh Tuệ thế kia, tại sao
không gọi ông A, ông B gì đi. Cô nói cũng có phần đúng đó. Đương nhiên không phải là ông A, ông B vô cớ đâu. Mà người ta gọi tên một cái là đúng người và đúng tội. Nên nhớ Việt Nam mình nhiều vị sư đó, chứ không phải một người. Và cái bằng chứng đó được đưa ra hẳn hồi. Ai đang bị giáo hội kỷ luật? Ai đang bị giáo hội cấm thuyết giảng? Điều này cô có lẽ là rõ hơn tôi, là thầy chân quan của cô đó. Cô từng ca ngợi ông ấy dữ lắm mà. Thì cô hôm nay lên trả lời rằng dư luận cứ chỉ ra đi, và chính mình sẽ đi tố cáo, sẽ đi thưa kiện. Thì giờ cô thưa Thích Chân Quang được rồi đó. Tôi không biết có bằng chứng hay không, nhưng cơ quan giáo hội nằm trong hệ thống Phật giáo Việt Nam đã đưa ra văn bản cấm đoán thuyết giảng 2 năm, bởi vì đang vi phạm là về mặt Phật giáo, tôn giáo nghiêm trọng, vi phạm về mặt văn hóa xã hội, vi phạm thêm một góc độ nữa là về mặt truyền thông. Như vậy đã đủ cái sai trái ở đây chưa? Còn vấn đề có công tố ngược lại là sư Minh Tuệ nói dối. Bằng chứng nào, cơ quan nào xác nhận? Bởi vì sư Minh Tuệ cũng đang xuất hiện trên truyền thông, bởi vì nhiều cái kênh khác đưa, chứ thầy không muốn lên. Nhưng quan trọng rằng trên đó vẫn có những phát ngôn của thầy. Nếu như thầy sai, Bộ Thông tin Truyền thông sao không sợ gái? Cơ quan lực pháp Việt Nam sao không động chạm gì tới một người sai mà làm cho bao nhiêu người bá tánh người ta đi theo, người ta đảnh lễ? Đó ảnh hưởng tới tôn giáo rất nhiều mà. Tại sao sai mà pháp luật vẫn dung thứ? Tại sao trật mà pháp luật vẫn không ngó ngàng chi? Tất cả đúng sai trên đời này đều hiểu. Thế gian này dạng người ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu mà thôi. Thầy trò Thích Minh Tuệ mượn danh Phật giáo Nguyên Thủy, mượn danh trưởng lão Thích Thông Lạc để tu, nhưng thực ra họ không hề làm theo đúng cái lời của trưởng lão Thích Thông Lạc. Trưởng lão Thích Thông Lạc đâu có dạy họ phải đi lang thang. Chính trưởng lão Thích Thông Lạc nói: rồi mấy con cứ đi tối ngày, đó là thân hành của mấy con. Ủa mấy con khùng sao? Mọi người có nghe không? Bộ các con khùng nè, các con cứ đi tối ngày, cái thân hành của các con, bộ các con khùng nè. Trưởng lão Thích Thông Lạc cũng nói: đạo Phật của ta là đạo trí tuệ, mắc mớ gì phải ngồi dưới gốc cây rồi để thành cái cội cây hay chi? Đây là đạo trí tuệ, chứ đâu phải đạo ngu ngốc ngồi như gốc cây. Bây giờ ngồi 5-7 giờ để thành cây, thành đá làm chi vậy? Có lợi ích gì cho các con? Thầy đã trải qua biết bao nhiêu sự gian khổ với thiền Đông Độ, với những pháp môn mà người ta đẻ ra, người ta sinh ra, người ta tưởng ra. Thầy tôi rất khổ hạnh. Trưởng lão Thích Thông Lạc có nói: bước vô cửa chùa của ông, không cần nghĩ đến chuyện đi khất thực, không cần nghĩ đến chuyện đi xin ăn, cứ ở yên trong cái thất đấy, có người dâng cơm đến là đợi cho những người tu hành ở đây cảm thấy được giải thoát này, không nghĩ tới cái chuyện ăn này. Còn mấy người mà cứ đi khất thực như vậy là mở mắt ra là phải nghĩ đến cái chuyện đi khất thực, đi kiếm miếng ăn, là đâu có giải thoát. Sống ở đây mấy con không lo ăn lo uống gì, có người lo cho mấy con ngày con bữa cơm ăn sống. Khi đó là mấy con đã thấy giải thoát rồi, chưa có gì hết, mới bước vô cửa chùa đã thấy giải thoát rồi. Thì rõ ràng thầy trò của Thích Minh Tuệ, Thích Nguyên Tánh, đâu có làm theo lời của trưởng lão Thích Thông Lạc đâu. Mượn danh của trưởng lão Thích Thông Lạc nhưng mà đi làm hoàn toàn trái ngược. Ở đây mình không bình phẩm về cái lối tu của trưởng lão Thích Thông Lạc, tại vì ngài là Phật giáo Nguyên Thủy, được nhà nước, được ban tôn giáo công nhận, thì mình buộc phải tôn trọng. Tại vì đó là trong cái hệ tư tưởng của người ta, người ta tu như thế nào, đó là cái hệ tư tưởng của họ. Mình không có quyền bình phẩm, mình không có quyền chơi bay. Hơn nữa, cái tu viện chân như của trưởng lão Thích Thông Lạc là người ta ở trong tu viện người ta tu, người ta không kêu gọi cúng dường, người ta không kêu gọi Phật tử. Ai muốn tu thì đến tu, chứ người ta không có đi ra đường mà truyền bá, mà kêu gọi, mà liên thuyên như thầy trò Thích Minh Tuệ. Cho nên là chúng ta không được chơi bay, không được bình phẩm. Điều quan trọng là để giữ cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chúng ta không nên chơi bay kích động bất kỳ một tôn giáo nào khác. Ví dụ như ông Tuệ, cái Phật giáo Tiểu Thừa, mà ông có những cái lời nói để kích đến Đại Thừa là ông Tuệ là sai. Ông nói là cúng dường sai này, ông nói là thầy chùa là không có được giải thoát, là ông Tuệ đã sai.
Còn các vị bên đạo Công giáo và đạo Hòa hảo cũng vậy. Các vị mớ miệng ra, các vị nói đạo Phật là chùa to tượng lớn, rồi mấy ông thầy chùa thế nọ thế kia, là chính bản thân các vị cũng sai trầm trọng. Không những sai về đạo đức mà còn sai về pháp luật. Theo cái luật tôn giáo tín ngưỡng, mình không được quyền chơ bai, đã kích phỉ báng các cái đạo khác. Họ làm như thế nào, có nhà nước, có cơ quan tổ chức của cái đạo của họ, mình không có được quyền đả kích. Mình muốn nói, mình nói âm thầm lặng lẽ trong gia đình mình, mình nói bí mật, mình nói im lìm, chứ mình không thể nào mà đưa ra một cái bài giảng hoặc là đưa lên một cái truyền thông, đưa lên một cái kênh TikTok hay cái gì đó được nhiều người xem để mà mình mở miệng mình nói như vậy được. Thứ nhất là nó gây cái sự thù hận, thứ hai là nó gây cái sự chia rẽ đại đoàn kết dân tộc. Cho nên những con người nào mà mở miệng ra để mà chơ bai một cái tôn giáo khác, một cái tổ chức khác, thì những con người này là có cái âm mưu gây chia rẽ đại đoàn kết dân tộc. Cho nên mọi người hãy cảnh giác trước những cái con người mà mở miệng ra chơ bai một cái đạo khác, hoặc là chơ bai một cái đường lối tu của một cái cá nhân, một cái tổ chức khác, thì những con người đó là những con người không có đạo đức, cố tình vi phạm pháp luật để mà chia rẽ cái khối đại đoàn kết dân tộc. Nói tóm lại là đạo nào cũng tốt, người ta tu như thế nào thì việc của người ta, trong cái tư tưởng của người ta, không ảnh hưởng đến pháp luật, không ảnh hưởng đến cộng đồng, không có ảnh hưởng đến bất kỳ một cái tổ chức, một cái tôn giáo nào, thì mình tốt nhất mình đừng có mở miệng ra mình nói làm gì. Người ta tu tốt thì người ta hưởng, mà người ta tu không tốt thì người ta bị nhân quả. Còn Thích Minh Tuệ làm tu theo Phật giáo Nguyên Thủy Tiểu Thừa, không thờ Văn Âm Bồ Tát, không thờ Phật A Di Đà, không thờ Phật Di Lặc, không bao giờ niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, như vậy đó, sự việc nó như vậy đó. Ai thích tu theo Đại Thừa thì tu, ai thích tu theo Tiểu Thừa thì tu, ai thích theo ông Tuệ thì cứ theo. Nhưng mà phải hỏi tổ tiên mình có thống nhất hay không, rồi hãy theo nha, chứ đừng đỡ tổ tiên buồn á. Tôi chưa từng có đủ cái nhân duyên để gặp cũng như là diện kiến là trưởng lão Thích Thông Lạc, hòa thượng Thích Thông Lạc. Nhưng tôi biết được rằng đây là người đời trước của tu viện Chân Như. Nhưng qua cái lời nói của cô này thì giống như là một vị Phật tại thế. Bởi vì cổ nói ở đây là Thích Thông Lạc nói như vậy, Thích Thông Lạc nói tu như thế kia, bước vào cửa chùa của tôi là tu như vậy. Và ở đây một điều cô chắc chắn rằng rất là tuyệt vời khi được nhà nước Việt Nam công nhận, được giáo hội tuyên dương và cũng công nhận. Nhưng mà tôi xin trả lời rằng tôi không biết ai công nhận, nhưng tôi thấy cái đầu tiên rằng là chưa có ông Phật ông công nhận. Đức Phật ở Tây Phương chưa công nhận. Thế giới A-di-đà tịnh độ cõi Niết Bàn chưa công nhận. Ai thấy rằng là Đấng Thiên Liên đã công nhận. Chỉ với những con người phàm phu tục tử với nhau, tự công nhận cho nhau, rồi tự cho rằng đó là thần thánh, vậy có được không? Con người có tự quyết cho nhau để thành Phật không? Con người có thay thế ngồi bút của đấng bề trên được không? Đó mới là điều quan trọng. Nên vì vậy tôi muốn nói rằng tôi không biết Thích Thông Lạc là ai, nhưng tôi chỉ biết sư Minh Tuệ đi ra đường chỉ nói rằng con đang tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con đang tu theo giáo lý nhà Phật và theo con đường của Phật dạy. Chứ tôi chưa có nói và cũng chưa có nghe được rằng sư Minh Tuệ ra đường giao bán mượn danh con làm theo Hòa Thượng Thích Thông Lạc gì cả. Điều này tôi không nghe. Bất kể ai hỏi ở trên cuộc đời, ai hỏi trên bước đường dạng dặm khất thực, thầy vẫn trả lời một câu ngắn gọn: con đang học Phật, con là một chúng sanh bình thường đang tu theo giáo lý của Phật Thích Ca, theo đường lối mà Đức Phật đã truyền dạy từ 2600 năm. Tôi chỉ nghe đủ là như vậy thôi, nghe đúng cũng như vậy thôi, không dư và cũng không thừa. Thầy đang thể hiện ra bên ngoài để cho bao nhiêu người cùng thấy, mà tôi thấy chỉ có một người không thấy nữa rồi đó. Còn về cá nhân Hòa Thượng Thích Thông Lạc gì đó, tôi quả thật giờ phút này tôi chưa có duyên, cũng chưa biết, chưa từng biết ông ở ngoài đời. Nhưng vấn đề rằng cô có dám cam đoan rằng ở đây Thích Thông Lạc là đúng hoàn toàn không? Cô nên nhớ rằng, và cộng đồng chúng ta cũng nên ghi nhận rằng, dầu sao đi chăng nữa Thích Thông Lạc cũng còn da còn thịt,
cũng đang là người học Phật, thì không có cái lý do gì lại là một con người phán quyết cho sự sống còn của Phật đúng hay sai, như thế nào mới được về Tây Phương Cực Lạc. Sư Minh Tuệ ông đi ra đường, ông nói ông học Phật theo giáo lý đó, ông có bao giờ nói làm theo tôi mới thành Phật không? Chưa bao giờ nói. Thì Thích Thông Lạc cũng không có cái lý do gì mà khẳng định được rằng cách tu của tôi sẽ thành Phật, tại vì ông đâu có cái gì chứng minh rằng tu theo ổng sẽ thành Phật đâu. Đơn giản là trước mắt chúng ta ổng vẫn đang là một con người phàm bình thường, chỉ là một nhà sư đang tu theo giáo lý nhà Phật, thì tức là mình cũng chưa có đắc cái quả gì, chưa có thành công gì, thì mình lấy gì để chứng minh cho nhân loại? Trừ khi hôm nay ổng là Bồ Tát, ổng hiện thân về, ổng ngồi trình hình ở đó, và ổng nói thao thao bất tuyệt, thì đương nhiên tất cả chúng sanh đều nghe. Bởi vì trước mắt chúng sanh đang là vị Bồ Tát đã đắc quả rồi, hôm nay trở lại nhân thế đi dắt dìu nhân loại, cái đó đó mới được. Còn bây giờ nói một câu đó, ai công nhận, giáo hội công nhận hay nhà nước công nhận, thì tất cả đều là do con người phàm phu chúng ta tự công nhận cho nhau. Chứ xin thưa câu cuối cùng là Phật ở Tây Phương chưa hề công nhận, cõi Niết Bàn chưa gửi văn bản. Nhiều thầy ở bên Phật giáo Tiểu Thừa, Nguyên Thủy á, họ nói là chỉ có cái lối tu khắc thực như ông Tuệ rồi đó mới là chánh pháp Phật Thích Ca Mâu Ni. Mọi người biết sao không? Tại vì họ đối thông tin, họ chỉ biết được mỗi cái thông tin là Phật Thích Ca khổ hạnh 6 năm rừng già thì ông đắc đạo, còn cái những cái gì đó dựa vào sau thì họ không tìm hiểu. Chứ thực ra ngay từ cái thời của Đức Phật là ông đã giới thiệu đến cho chúng sinh vừa Văn Thâm Bồ Tát, Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, tất cả các vị Phật là được từ chính Đức Phật Thích Ca giới thiệu đến, chứ không sao người ta biết. Và chính cái thời của Phật Thích Ca là ông đã kêu gọi cái ngài A Nan Ca Diếp này từ bỏ cái lối tu khổ hạnh đường già này đi, nó không có cái tác dụng, nó không có giúp cho ngài giải thoát được. Sự thật rõ ràng sau 6 năm khổ hạnh đường già thì Đức Phật Thích Ca mới trở về tu cái lối tu trung đạo. Khi mà ông tu cái lối tu trung đạo, rõ ràng ông vẫn là con người bình thường, ông vẫn là Tất Đạt Đa, ông vẫn tu, vẫn đi khất thực, vẫn bình thường mà. Ông đâu có phép màu, phép thuật gì đâu, ông chỉ giảng đạo thôi mà. Ông vẫn là con người bình thường. Rồi ông sống 45 năm với cái lối tu trung đạo. Trong 45 năm này, ông mới giới thiệu đến cho chúng sinh Văn Âm Bồ Tát, Phật Di Đà, Phật Di Lặc, tất cả các vị Phật. Tại vì sao thời bấy giờ Đức Phật Thích Ca lại lập tăng đoàn ni đoàn? Tại sao ông không kêu mọi người đi đi, anh vô rừng đi, anh chọn một góc cây anh ngồi, anh đi đi, anh đi khất thực đi, anh đi một mình, anh đi mãi đi mãi, rồi anh ngủ chỗ nào chỗ kia đi, rồi anh sẽ đắc đạo, anh thành Phật, anh không cần theo tôi đâu. Mà ông phải lập tăng đoàn đi đoàn, và ông phải thuyết giảng mỗi ngày để làm gì, đúng không? Tại vì lúc này Đức Phật đã quan niệm rằng giáo lý của Đức Phật nó giống như là cái ngành y, còn Đức Phật chính là ông thầy thuốc, còn tất cả tăng đoàn và ni đoàn họ giống như là y tá. Phải có tăng đoàn, phải có ni đoàn, phải có sự đoàn kết để mà chia sẻ, để mà truyền cảm hứng cho nhau, rồi cùng nhau đi truyền đạo ra khắp nơi, từ nước nọ qua nước kia, rồi cùng nhau duy trì cái giáo lý của Đức Phật. Chứ nếu mà ai cũng vô cội cây ngủ, ai cũng đi tự đi lang thang lang bạc, rồi tự do chỗ nọ chỗ kia ngủ, rồi cái đạo Phật của ông, cái giáo lý của ông nó có truyền bá được không? Hay là những con người này họ đi khất thực, họ đi ngủ chỗ nào chỗ kia, rồi họ mất đi, rồi cái giáo lý của nhà Phật cũng theo họ mà mất đi luôn. Cái này là tôi học được từ đất nước Nepal. Còn mọi người nói đạo Phật đến từ Ấn Độ chứ sao đến từ Nepal. Ngày xưa thì Đức Phật sinh ra tại Ấn Độ, nhưng mà nước Ấn Độ này sau đó cái phần mà thuộc Ấn Độ này trở thành lãnh thổ của Nepal. Thậm chí cái chùa Hoàng, mọi người bấm lên mọi người tìm chùa Hoàng tại Ấn Độ vẫn có tượng Phật của Quan Âm Bồ Tát, vẫn có tranh hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát tại Ấn Độ. Cho nên là những cái con người mà tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, thứ nhất là thời xa xưa họ bị kém thông tin, họ chỉ dừng lại ở cái chỗ là Đức Phật Thích Ca vào rừng sâu khổ hạnh 6 năm cái thành Phật rồi hết, rồi từ đó họ cứ họ theo cái lối đó. Có thể là do họ thiếu thông tin, họ không cập nhật được. Rất nhiều người họ không cập nhật được, họ nghĩ rằng Quan Âm Bồ Tát là của Trung Quốc, tại họ coi phim Tây Du Ký nhiều quá, họ nghĩ chắc cái Quan Âm Bồ Tát là từ đây. Không, Quan Âm Bồ Tát từ Ấn Độ, từ Nepal. Mọi người bấm lên mọi người tìm, rất nhiều ngôi chùa tại Ấn Độ
là tu theo cái Phật giáo Đại Thừa. Thậm chí rất nhiều trường, cái ngôi trường Phật học rất là lớn tại Ấn Độ là Chùa Hoàng, vẫn có tượng Quan Âm Bồ Tát, vẫn có hình cả tranh Quan Âm Bồ Tát. Nhất là ở Nepal có rất là nhiều tượng Quan Âm Bồ Tát. Tại đây Phật giáo Đại Thừa vẫn phát triển rất mạnh. Cho nên là mọi người mà có cái tư tưởng nghĩ Quan Âm Bồ Tát là của Trung Quốc là hoàn toàn là sai. Đây là một vị Bồ Tát có thật trong quá khứ, được Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu lại cho loài người chúng ta. Chúng ta tôn kính Đức Phật Thích Ca bao nhiêu thì chúng ta phải tôn kính Quan Âm Bồ Tát bấy nhiêu. Cho nên là những cái con người nào mà tu Phật giáo Nguyên Thủy Tiểu Thừa mà nói là Quan Âm Bồ Tát, A Di Đà không có, rồi mình phỉ báng, rồi mình làm thế nọ thế kia, thì hãy sám hối nghe. Cho rằng là Phật giáo này chưa đủ thông tin, rồi cơ quan kia là đói thông tin, cả thế giới đều không biết. Nhưng mà ngộ đời một cái rằng là cô này cổ biết, trong khi đó cổ là một người bình thường, cũng là sanh sao đẻ muộn, cũng là hậu thế, cũng là hỉ mũi chưa sạch, mà lại dám phát ngôn một những câu được gọi là rất chấn động. Khi Phật giáo những người đời trước chưa đủ kiến thức, chỉ có mình mới đủ kiến thức. Và quý vị nghe cậu nói một câu không? Là quý vị bấm lên tìm hiểu. Là bấm ở đâu? Là bấm trên mạng. Vậy xin hỏi lại rằng những thông tin trên mạng đó, nó nhồi nhét vào đầu óc của cô này, liệu nó có chính xác hay không? Hay là những cái tin tràn lan nằm ở trên Facebook, Google, hay là những cái kênh YouTube khác nó đưa? Vậy thử hỏi coi, Phật giáo đúng hay là những con người phàm phu tục tử này họ lên họ nói ngông cuồng như vậy mà họ đúng? Tôi không cần biết tu như thế nào. Và bản thân tôi từ hồi đó tới giờ chỉ ghi nhận tôi biết qua sự tình của Phật Thích Ca. Và thứ hai là một người tu đó thì người ta không bó buộc, không chối buộc bản thân mình. Làm như thế nào để mình cảm nhận rằng hồng trần này mình ngắm vào tim, ngắm vào da thịt, mình mới biết cái sự khắc nghiệt của nó. Giả sử như sư Minh Tuệ cứ thả mình thong dong trên dạng nẻo đời, đi đây đi đó, cũng có thiền định là ngồi lại, tất cả những động tác và những môi trường mình sẽ đều trải qua. Có như thế mới rèn luyện được cơ thể mình, bản thân mình thích nghi qua từng giai đoạn và hòa mình vào cái thiên nhiên này. Cho dù khắc nghiệt cách mấy, mình cũng không có khước từ. Quý vị thấy sư Minh Tuệ ngồi ăn cơm trong mưa không? Và ngày nay ai làm được như vậy? Ngày nay chúng ta sẽ che mưa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn tham cho thể xác, chúng ta còn sợ lạnh, sợ ướt đủ điều. Còn cái người mà người ta kinh qua từng cái vị trí, từng cái giai đoạn khắc nghiệt nhất của thế gian này, cái gì người ta cũng đón nhận dũng cảm, cái gì người ta cũng sẽ chấp nhận để cho nó đi vào da thịt, để người ta trải nghiệm và để người ta rèn luyện. Cho dù hôm nay nó có đắng, có đau, người ta cũng làm để từ từ người ta quen đi. Thì cho dù tới một ngày trời có sập xuống cũng bình thường thôi mà. Trên đời này có gì tôi chưa từng trải đâu, phải không quý vị? Thì cái đó mới rèn luyện cho con người ta cảm thấy mọi thứ đau khổ, vui buồn, ghét hận trên cuộc đời này nó trở nên dung hòa, nó bình thường. Thì đó là cách tu của sư Minh Tuệ. Nhưng nói ra cũng không phải là ngài đặt chỉ tiêu, ngài chỉ thuận theo tự nhiên, giống như dòng nước chảy, ba chìm bảy nổi, chín lên đên, không chối buộc. Còn như cái cô này cổ nói thì không khác nào chúng ta phải đặt quy định, áp đặt tu phải không được như thế này, hay là con người tu phải như vậy, phải như vậy. Cái đó là chúng ta đang tham rồi, đang tham để chúng ta đạt được mục đích này, đạt được mục đích kia. Cụ thể như là những ông sư trong chùa bây giờ tham chức trụ trì, tham cao cấp Phật học, tham đi xe hơi, trời mưa sợ ướt. Nói tới đây quý vị tự hiểu sư Minh Tuệ là con người như thế nào. Và đường tu của một cá nhân trên nhân loại, tu làm sao để đạt cái hiệu quả nhất? Qua những lời cô đã trình bày, quý vị tự đúc kết và tự công nhận, không cần phải giải thích thêm.
Những ai tôn thờ tín ngưỡng cái lô tu cũng Thích Minh Tuệ thì từ nay đừng bao giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, mà cũng đừng bao giờ niệm Nam Mô Văn Thánh Bồ Tát nữa. Nếu các bạn làm được như vậy thì các bạn hãy tôn thờ và đi theo ông Thích Minh Tuệ. Đó cũng là lý do vì sao Thích Minh Tuệ nói tụng chú đại bi của Văn Thánh Bồ Tát là độc ác. Hãy cùng nghe thầy trò Thích Minh Tuệ phỉ báng tượng Văn Thánh Bồ Tát. Ngày 2 tháng 10 năm 2019, thầy trò chúng tôi để lên đây để kêu thì hỏi thầy thiền pháp đây là cái gì? Thiền Quán Âm Bồ Tát. Thì thiền pháp cũng tin rằng là cái tưởng của Quán Âm Bồ Tát là còn có tác dụng. Còn nếu mà xin đúng được thì thôi thì chắc nên đập bỏ chứ. Nên đập bỏ hay thầy? Nên đập bỏ chứ để làm cũng chơi của tôi à? Mời vì tôi chứ mời câu không được. Ngồi với cái này là cái tưởng đá đâm ra lắm. Trước mặt tượng Quán Âm Bồ Tát tại chùa mà thầy trò Thích Minh Tuệ là giỡn cợt, phỉ báng, nói là được đập tượng Phật Văn Thánh Bồ Tát, nói tượng Phật Văn Thánh Bồ Tát chỉ là một bức tượng các em được đâu mà cúng. Còn ông Thích Minh Tuệ, các bạn có biết vì sao ông chưa bao giờ nói đúng một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà ông chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không? A Di Đà Phật nó giống như là ông đang gọi một cái tên, chứ không phải là ông thành tâm ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó chính là lý do mà mấy tháng nay chưa từng thấy ông Thích Minh Tuệ ông chắp tay mà ông niệm được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cho nó đàng hoàng. Ông chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tại vì sao ông Thích Minh Tuệ ông tu theo cái lối tu Phật giáo Nguyên Thủy Tiểu Thừa là không có Văn Thánh Bồ Tát, không có Phật A Di Đà, không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng ông vẫn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó là tại vì nghe. Thì có người ở trên mạng hỏi chúng tôi tại sao thầy Minh Tuệ nổi tiếng là một tu sĩ của thời Đức Phật hành bãi một bát, nhưng tại sao thầy lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Chính thưa, vì rằng cái đài thừa giáo nó đã ăn sâu bén rễ vào trong cái tấm khảm của người Việt Nam từ xa xưa. Nếu mà thầy không tùy thuận để thầy niệm cái câu á Nam Mô A Di Đà Phật á, thì thầy đương nhiên là hiện nay là Phật tử đài thừa rất đông, sức mạnh của số đông, cho nên thầy phải tùy thuận để thầy niệm như vậy. Đó là câu trả lời của chúng tôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Đức Trường Lão Thích Thông Lạc Bậc Tu Chứng Đạo Như Phật. Nghe sư phụ cũng Thích Minh Tuệ nói chưa? Đó là tại vì đa số cái đám đông của người Việt Nam mình là cái quan niệm của họ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên là ông Tuệ khi mà ông được nổi tiếng, ông phải làm như vậy mới thu hút được. Chứ nếu mà bây giờ ông đang nói ô không, tôi không có Phật A Di Đà, tôi không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi không có Văn Thánh Bồ Tát, thì mọi người giật mình liền, đâu có theo ông nữa. Thì cái lối tu của ổng và con người ổng đâu có được nổi tiếng lên tới bây giờ. Nên là ổng phải giả dạng như vậy để cho đi vào làm người, để nhiều người biết đến ông, để nhiều người sùng bái ông. Cho bây giờ nếu mà ổng nói thẳng thừng ra, với ông chỉ có Phật Thích Ca, không có Quan Âm, không có A Di Đà. Giống như ông thầy Thích Mặc Hạnh của Minh Tuệ từng nói, ổng mang tượng nào tượng kia là ổng đẹp, làm cho tất cả mọi người vô cùng là phẫn nộ. Chứ nếu ông Tuệ ổng nói như vậy, liệu có con ai tin mà nghe theo và ủng hộ ổng nữa không? Thích Minh Tuệ đích thị là đệ tử của Thích Nhân Tánh. Đây này thầy trò nhận nhau nè. Và đệ tử trường lão Thích Thông Lạc và đệ tử của thầy Nguyễn Tánh Nhân về thăm cư sĩ Nguyễn Tánh. Nay là thầy Nguyễn Tánh đã xuất gia. Minh Tuệ là thầy Nguyễn Tánh đã giao duyên. Thì hôm nay là đã thực hành bay một bát chân đất đầu trần của thời Đức Phật. Chúng tôi xin quay lại để truyền tải lời pháp. Nhà sư Minh Tuệ bay một bát đệ tử của thầy Nguyễn Tánh người kỳ anh Hà Tĩnh. Nên là những ai tín ngưỡng tôn thờ, muốn đi theo ông Thích Minh Tuệ, muốn ủng hộ cái lối tu, cái đạo của ông Thích Minh Tuệ, thì hãy bỏ Văn Thánh Bồ Tát, bỏ Phật A Di Đà, bỏ Phật Di Lặc, chỉ có một mình Phật Thích Ca thôi. Và nên nhớ trong tất cả các ngày lỡ Tết mùng năm, đám giỗ, chúng ta đều bắt đầu bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Và bắt đầu giái, giái này giái nọ gì đó giái, rồi kết thúc cùng bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi về, lấy đồng tiền ra, lên bàn thờ tổ tiên mình, xin keo. Mình xin keo đây, mình nói bây giờ là từ giờ là con theo ông Thích Minh Tuệ, con không có Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Từ nay con cúng con dỗ này kia là con không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa được không? Hả ông bà tổ tiên cha mẹ, rồi xin keo. Nếu ông bà tổ tiên cha mẹ mình thống nhất, ừ từ nay cúng ông bà tổ tiên này, không cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa con cứ theo ông Tuệ đây con, thì mình hãy theo ông Tuệ. Còn nếu mà ông bà tổ tiên mình không có chấp thuận, thì mình nên suy nghĩ.